vì sao Thủ tướng Phạm Minh Chính phải ra mặt chịu lép vế với Tô Lâm đến như vậy. Chuyện của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã từng gây ra cho Thủ tướng Phạm Minh Chính không ít phiền toái. Trong một thời gian rất dài trước Hội nghị Trung ương 7 khóa 13 vào tháng 5 năm 2023, Tổng Trọng đã tìm mọi cách muốn thông qua con bài Nguyễn Thị Thanh Nhàn để mưu đồ hất ông Chính ra khỏi ghế Thủ tướng, dành chỗ cho đàn em của mình. Khi ấy, trong cuộc họp với cử tri Hà Nội vào ngày 13 tháng 5 năm 2023, chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố bóng gió rằng để bà con xem có trốn cũng không trốn mãi được đâu, trước sau chúng tôi cũng xử lý. Khi đó Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vẫn còn là người tâm phúc của ông Trọng. Với tuyên bố của ông Trọng, Tô Lâm cũng chỉ biết im lặng. Vì bà Nhàn là nhân vật VIP của nhiều quan chức cấp cao, có hệ thống bảo vệ bao bọc dày đặc, đâu phải như kẻ ham chơi Trịnh Xuân Thanh nên không thể dễ dàng bắt được. Vào ngày 10 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án thứ ba. Vụ này bà Nhàn và đồng bọn bị cáo buộc đã gây thiệt hại 94,6 tỷ đồng trong vụ thông thầu tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết vào ngày 11 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luận tội đề nghị mức án đối với 14 bị cáo trong vụ án này, trong đó ông Dư Hoàng Sồ, cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, đã thoát án tử hình theo khung hình phạt cao nhất. Mà ông này bị truy tố do đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi là 11,3 tỷ đồng trong tổng số 14,4 tỷ đồng nhận hối lộ từ IEC. Ông Sô bị đề nghị mức án từ 15 đến 16 năm tù. Bà Nhàn đang trốn truy nã, bị xét xử vắng mặt và bị hội đồng xét xử đề nghị mức án đến 24 năm tù. Theo giới quan sát, vụ án công ty IEC và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được công luận đặc biệt quan tâm. Đây là vụ án mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực yêu cầu xử lý nghiêm. Do đó, nó là một bản vô hình, treo lơ lửng trên đầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nguồn tin nội bộ cho biết ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính đều là những đàn em của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Tô Lâm đều là hai ứng viên hàng đầu chiếc ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, theo giới thảo tin, giữa hai ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính vẫn thường xuyên nghi kỵ lẫn nhau, dẫu không nói ra. Nhưng ai cũng biết. Đó là lý do người ta nhận xét Thủ tướng Chính là người có nhiều mưu ma trước quỷ. Người ta gọi ông Chính là một con tắc kè hòa, thường xuyên đổi màu. Cụ thể, sau khi ông Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước vào 22 tháng 5, ngay chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính đã lập tức ký quyết định chỉ định Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, tạm quyền lãnh đạo bộ. Quyết định này của ông Chính đã làm tiêu tan ý đồ của Tô Lâm khi muốn là Chủ tịch nước kiêm luôn Bộ trưởng Bộ Công an. Nhưng Tô Lâm khi đó chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Phải chăng đó là lý do tại thời điểm căng thẳng hiện nay, Cổng Thông tin Chính phủ đưa tin Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. Bản tin cho biết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 613 về việc phân công ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và là thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với hai địa phương là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên về vấn đề kinh tế. Quyết định kể trên đã gây tranh cãi khi ý kiến cho rằng trách nhiệm của Bộ Công an là thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự an toàn xã hội. Vậy tại sao Bộ trưởng Lương Tam Quang không thực thi chức năng chính của Bộ mà đi làm kinh tế cho quê hương Hưng Yên và thành phố Đà Nẵng? Công luận đặt câu hỏi, chỉ đạo kể trên của Thủ tướng Chính xuất phát từ đâu? Từ gợi ý của Chủ tịch nước Tô Lâm hay tự Thủ tướng Phạm Minh Chính nghĩ ra? Tô Lâm có thể sử dụng con bài và Nhàn IC để mặc cả với ông Phạm Minh Chính hay không? Cho nên ông Thủ tướng đã làm như vậy để lấy lòng ông Chủ tịch nước theo kiểu có đi có lại mới toại lòng nhau. Công luận thì nghi ngờ hay là Thủ tướng Phạm Minh Chính có tật giật mình khi có những sai phạm lớn mà Bộ Công an đã có đủ tài liệu và họ sẽ gọi tên ông Chính bất cứ lúc nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vì sao Thủ tướng Phạm Minh Chính phải ra mặt chịu lép vế với Chủ tịch Tô Lâm đến như vậy. Tương lai Tổng Trọng sẽ ra sao khi tướng quân đội, trưởng ban tuyên giáo Trung ương cũng phản đối? Trọng tâm của bối cảnh hiện nay liên quan đến nhân sự Tổng Bí thư sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng khi ông rút lui khỏi chính trường sau Hội nghị Trung ương 10 khóa 13. Hai ứng viên hàng đầu Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay dường như đang tìm mọi cách để mà giành lấy chiếc ghế này. Báo Người Lao Động vào ngày 9 tháng 7 đưa tin, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường
công tác nhân sự phải lựa chọn đúng người. Bản tin cho biết vào sáng ngày 9 tháng 7 tại hội nghị toàn quốc khai mạc với nội dung quán triệt quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, chỉ thị 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng 14. Tham dự tại đây thì có Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư và ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương và trên 1,2 triệu cán bộ đảng viên tham dự thông qua hệ thống cầu truyền hình trên cả nước. Theo đó thì Thường trực Ban Bí thư ông Lương Cường đã chủ trì hội nghị lưu ý việc chuẩn bị công tác nhân sự phải đúng quy trình, lựa chọn đúng người, không để lọt cán bộ không đủ tiêu chuẩn điều kiện vào cấp ủy. Lập tức mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, nhân vật được mệnh danh là Phó Tổng Bí thư, dường như đã bắt đầu đóng vai trò thay thế cho ông Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang ốm và không thể đến dự. Trong vai trò trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 14, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhận, nhưng cho tới nay ông không thể tham gia buổi hội nghị rất lớn như vậy, tới mức cả Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính ngồi phía dưới cũng phải chăm chú lắng nghe ông Lương Cường nói. Mặc dù vậy cũng có ý kiến phản biện cho rằng việc Thường trực Ban Bí thư đã đi lên từ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị nổi lên ghế Thường trực Ban Bí thư để sau đó trở thành Tổng Bí thư cũng đã có từng có tiền lệ trước đây. Cụ thể, tại Đại hội Đảng lần thứ 8, tướng Lê Khả Phiêu là người từng ngồi ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, sau đó lên Thường trực Ban Bí thư đến năm 1997. Ông trúng Tổng Bí thư nhiệm kỳ 1997-2001, sau khi Tổng Bí thư Đỗ Mười bất ngờ xin nghỉ. Đại tướng Lương Cường cũng có một mối quan lộ na ná tướng Lê Khả Phiêu. Đến nay, tướng Cường lại chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt quy định số 144 về công tác nhân sự. Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ trở thành tân Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14? Và như vậy, cuộc chiến trong Đảng vẫn chưa có hồi kết, khi cùng một lúc rất nhiều cán bộ cấp cao muốn giữ ghế này. Cũng liên quan đến hội nghị toàn quốc, theo giới phân tích, các trường hợp các cán bộ sai phạm, vi phạm hay năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, tại sao không được thay thế kịp thời? Tại sao lại không được xử lý rốt ráo, nghiêm khắc theo quy định của pháp luật và điều lệ Đảng, mà lại dây dưa kéo dài từ nhiệm kỳ này sang tới nhiệm kỳ khác? Tại sao nhiều trường hợp chờ kỷ luật từ đại hội trước nhưng lại được cơ cấu của Ban Chấp hành Trung ương ở khóa sau, còn tiếp tục leo lên ủy viên Bộ Chính trị, để rồi sau đó chỉ trong nửa nhiệm kỳ đã có hàng loạt bị cho thôi chức? Việc ông tướng quân đội Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lên tiếng tại hội nghị toàn quốc lần này, khi cho rằng trong công tác nhân sự, việc có lên có xuống dần thành văn hóa, việc bình thường trong công tác cán bộ. Không chỉ vậy, trước đó vào ngày 9 tháng 5, khi Bộ Chính trị ban hành quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới, tướng Nghĩa đã nói sự thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên là một trong các lý do khiến Bộ Chính trị phải ban hành quy định này. Bỏ qua câu chuyện tướng Nghĩa với vị trí trưởng ban tuyên giáo Trung ương, theo thông lệ, phải là ủy viên Bộ Chính trị như đã thấy qua nhiều kỳ đại hội đảng. Vậy mà sau đại hội 13, tướng Nghĩa vẫn bị bỏ quên với chức ủy viên Trung ương. Để rồi, tới khi tình hình nguy cấp tới mức lửa đã xém gần râu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và khi đã nhận ra tầm quan trọng quân đội, tại hội nghị Trung ương 9, ông Trọng đã cho tháo khoán 4 ghế ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có suất cho tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Có thể nói, phát biểu của tướng Nghĩa, người phụ trách ngành tuyên giáo, một công tác quan trọng hàng đầu của Đảng về lĩnh vực tư tưởng, là tiếng nói đại diện cho tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, đã nói không ủng hộ Tổng Trọng. Cho dù trên nguyên tắc, đến giờ phút này, ông Trọng vẫn là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian vừa qua các kỳ đại hội Đảng, ông Trọng chính là người chịu trách nhiệm chọn lựa cán bộ cấp cao nhất. Cuối cùng, ông đã để lọt những cán bộ nhúng chàm. Trong lúc này, chỗ dựa Tổng Bí thư lâu nay là lực lượng Thanh Bảo Kiếm thì đã bị Bộ trưởng Bộ Tô Lâm làm phản, và chỗ dựa cuối cùng của ông Trọng với một kết cục như vừa kể trên thì ông Trọng không sớm rút lui cũng có thể là điều rất lạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin tương lai Tổng Trọng sẽ ra sao khi tướng quân đội và trưởng ban tuyên giáo Trung ương cũng phản đối. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de